chưa là tin nữa mà. Thì thưa quý vị, lúc đó
Đối với tôi, Trưng Vương với Gia Long giống nhau cả. Lê Hương Duyệt tôi này đều thích. Thế con gái thì thích trường. Trường nào thì cũng thế thôi. Thế nhưng mà cái ông Petrusky đó thì ông nghĩ là quản trị trường Gia Long. Cứ làm như vậy, Petrusky Gia Long là phải Petrusky. Thì mấy ông Juana thì cũng nhận vơ là Trưng Vương của tôi. Thế nhưng mà anh Vũ Trưng Toàn mà không. Chúng tôi là chấn ngay hàng đầu rồi. Muốn qua Trưng Vương là phải qua Võ Trưng Toàn. Thành ra cái dân Juana nó vất vả lắm. Hỏi anh Vũ biết. Vì thế cho nên chúng tôi chỉ yêu hay là dung cảm qua tưởng tượng thôi. Thì lúc đó chứ còn không phải là chuyện có thật. Tất cả những câu chuyện tình mà tôi biết là đều là tưởng tượng. Tôi nhớ lúc đó tôi có hai cô bạn mà vẫn hay làm phiền tôi để mà viết cái báo đó, là cô Vân Bằng. Vân Bằng như là vợ của anh Tránh Án Thầm Nho bây giờ, và cô Tô Nữ Giáng Tiên là hay đến gặp chúng tôi để mà làm bích báo cho tỉnh Trung ương, để đổi lấy cái lý do là sở dĩ tôi làm như vậy là sẽ được qua tỉnh Trung ương mát báo, là cái như vậy hả? Thế thì nhưng mà cái câu chuyện này tôi thích là tôi có một cái cô bạn rất là nhỏ, đó là cô Nguyễn Thị Việt Hải. Việt Hải có nói với tôi nghe là nhiều khi ở trên lớp đó cứ mong mỏi là tan giờ tan học để xuống gặp anh và nhìn thấy cái khói nó bay lên, ông này ông hút thuốc ở bên dưới mà ông ấy thổi cái khói lên, cô bảo nhớ khói bay là vẫn vương cho hơi ấm lên môi người, cứ anh chàng này anh hút thuốc, rồi cô tưởng tượng là những cái khói nó làm những cái làn mây cuốn trong hồn anh. Thế thì những cái câu chuyện tình nó của những cái cô Trưng Vương khiến cho tôi viết bài hát này. Chứ tôi chẳng có cơ hội gì mà gặp cô Trưng Vương cả. Tôi chỉ nói trước như vậy, chắc chắn là vợ tôi cũng sẽ nghe cái tâm tình của tôi, những lời nói thật của tôi ngày hôm nay. Thì thưa với các anh các chị, đấy là cái tâm sự của bài hát này. Thì có lẽ là tôi xin được